Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi loa Arirang. Đấy, nhìn kiểu mẫu này là biết Arirang đúng không? Đấy. Thế nhưng mà cái tem này của nó không còn nữa. Hai cái luôn nhá, đây này. Cái này cũng vậy đây. Đấy, cái vệt keo nó dán đấy. Keo nó dán chắc quá nên là nó chỉ còn keo, còn là ở lại giống kiểu lợi ơi ở lại răng ghi nhé đấy, nhá. Đấy, cái này thì keo thì ở lại thế nhưng mà tem thì không còn nữa. Đấy. Mình phải để như này để cho quý vị và các bạn nhìn thấy cái hình dáng của cái loa. Clip sau thì mình sẽ đưa nó vào rồi test âm. Clip này mình phải tháo ra để cho các đồng chí xem bên trong thực hư của nó ra làm sao như nào nhá. Đấy, đây cái này. Đấy, đây cái nữa này. Đấy, mình tháo ra thì mình phải dùng đến cái thằng cu này nhá. Dùng cái thằng cu này để làm gì? Loa bát thì không nói, thế nhưng mà riêng cái loa check, hai cái loa check này, hai cái loa check này nhá thì phải dùng cái đồng hồ này kiểm tra từng cái một để cho nó chắc ăn nhá. Không gửi đến các đồng chí rồi nó lại không nói gì, nó chẳng rẻ sạc mà đúng không? Đấy. Cổ nhân gọi là cẩn tắc vô áy náy đúng không? Đấy, cẩn thận thì không bao giờ thừa được đúng không? Đấy, tổng thể của nó đây. Đấy, tổng thể của nó là như này, 1 này, 2, 3 sang cái thùng bên đây này. Đấy. Con này là từ đôi nhá. Đấy, bây giờ nó có cái chữ gì đây? Đấy, chúng mình cùng xem cho nó là cái chữ gì nhá. Đây. Đấy, nó dập vào cái từ này của nó này. 8 ôm này. Có 14 watt à? Ở trên thì lại 200W này. Đây, đúng không? Tờ SL 200W. Còn dưới này là 14W cái gì thì chịu. Nó còn thêm cái gì nữa đấy nha. Đây. Những cái tem mã vạch này của nó thì nói chung là này nó ký hiệu là bát các thứ. Chung là chịu. Đấy, chỉ biết là cái đít này. Đấy, cái củ nam châm này là nó có chữ nhá. Đấy, nó có chữ. Loa này là từ đôi nhá. Đấy. Đây. Thì nhờ vào cái mã vạch này, nhờ vào những cái mã vạch này thì mình phân biệt được nó cùng một loại đúng không? Đấy, còn đây. Đấy, TSL bên đây cũng TSL. Đấy, đây cũng TSL. Cái thằng này có TSL không? 8 ôm. Thằng này thì nó không có, hay là nó dán đây. Đấy, nhưng mà đây này nó có cái mã vạch này này là giống hệt nhau nhá. Đấy, tức là loa là nó đây này. Đấy, loa là không có lai nhá, chưa có lai, loa vẫn còn zin của nó. Đấy, loa bên đây nữa nhá. Đây, ở đây 200W. Đây này, TSL 200W 0374 8 ohm. Xong ở dưới này lại 10 4 cái gì watt ATT chịu chả biết là cái gì nha. À, như kiểu 14 inch nhỉ. Đây này, cái dấu phẩy ở trên này, dấu nếu mà hai cái dấu phẩy ở trên này nó ký hiệu là inch nhưng mà mắt mình nó cũng mờ. Đấy, đây nữa này. Tờ SL nhá. Đây tờ SL. Đây nữa này. Đấy, tổng thể của nó là như vậy nha. Đấy, hết ngửa mặt lên cho các đồng chí xem. Đây. Gần thì gần mút. Mang giấy gần mút. Bát 20 cm nhé. Đấy. Loa bát là 20 cm này bên trong này. Đấy, phân tần đây này. Đây. Đây phân tần, đây phân tần này. Đấy. Loa này không biết 3 đường tiếng hay 2 đường tiếng là phải tháo cái phần tần này ra thì dòm thì mới biết được nó là 2 đường tiếng hay 3 đường tiếng nha. Đấy. Thế nhưng chắc mình đoán thông thường là nó dòng loa hát karaoke nó 2 đường tiếng nha. Đấy, còn có những trường hợp cá biệt thì nó 3 đường tiếng. Đấy, bên đây này. Clip sau mình sẽ tháo nó ra. Mình tháo cái phân tần này ra, mình soi cho mình báo quý vị và các bạn biết được cái nó là 2 đường tiếng hay 3 đường tiếng ở cái clip test âm thanh nhá. Đấy, còn cái này thùng vách thì rất chi là đẹp nhá, thùng vách rất chi là đẹp. Thì mình
tháo để ra cho mọi người xem bên trong, cũng như là củ cốt của nó thực hư của nó ra làm sao, như thế nào, đúng không? Đấy, mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng đấy nhá. Đấy, mất tiền mà lại không được sờ mó vào thì nó cũng không thích lắm, đúng không? Đấy, nên là đây thôi, khi dừng clip vào đây để đóng vào, clip sau sẽ test nhạc nha. Đấy, cái đôi loa này xem nào, đôi loa này mình cung cấp tới các đồng chí với lại cái giá coi như thế là 580.000 đồng nha, 580.000 đồng. Thôi, cảm ơn các đồng chí đã xem video của mình. Chào thân ái, merci.